nhá. Hôm nay mình đang hai con chim điên cho anh em ở Sài Gòn đấy, à, miền Trung đấy. À, đóng trong hộp như này nhá, đã biết đầy đủ rồi. Quay chém cò. Đâu nhỉ? À, một chút thì để cho anh nhỉ. Quên rồi. Còn hai con này á, vào cái này không cho con ra gì nữa.